sống ai đồng đát ấy, sống lắm là những người đi chung chung đi, chả có cái gì đặc sắc. Chào bác, bác tên là gì ạ? À? Bác tên là Nguyệt. Bác ơi, bác mở phòng trọ này mà được bao lâu rồi ạ? Mở phòng trọ được 5 năm rồi. Bác cô Thìn ở đây bao nhiêu lâu rồi? Cô Thìn cô ở đây được khoảng độ... được 7-8 tháng. Sáng thường ngày thì cô thường ra khỏi nhà lúc mấy giờ? Cô thường... 6 rưỡi. Và tối thì chắc cô về muộn. Tối 5 giờ rưỡi cô về. Nhưng mà 5 rưỡi cô về xong cô đi... 5 giờ cô đi Đồng Nai thì 10 giờ cô về. 10 giờ? Thì chắc cô rất vất vả đúng không? Cô vất vả. Cô đi Đồng Nai đấy. Và bác ơi thì bác chỉ có thể cho cháu một ít cái suy nghĩ của bác về cô Thìn được không ạ? Cô Thìn cô ấy... bây giờ cô ấy một mình cô nuôi con ăn học vất vả. Cô phải đi làm về, cô còn phải đi... đi Đồng Nát thêm để lấy tiền thu nhập cho con cô ăn học. Thì bác thấy cô là người thế nào? Nói chung là cô là người lương thiện, làm ăn coi là chân chính và cô cũng chịu thương chịu khó. Bác có một kỷ niệm gì với cô không? Không, cả kỷ niệm cô mới nên cả kỷ niệm là mỗi là bây giờ nghĩ là bà ấy là một mình một mẹ nuôi con mà kiểu như một cô chồng từ nhỏ từ sớm đấy thì. Một mẹ nuôi con thì nó cũng hơi vất vả, trong cuộc sống thì nó hơi khó khăn. Cô có thể cho cháu biết là cô suy nghĩ gì về cô Thìn được không ạ? Cô thì đơn giản, thấy bác Thìn là người chịu khó thôi. Cái làm mà đi làm mà trong nhà trường ra xong rồi đi làm thêm nghề Đồng Nát này. Thế thôi, hàng ngày thì cứ đi hết giờ rồi bác cái lại đi... nhận thế này bán cho cô thôi. Bán thì mỗi lần bán như thế thì trung bình là cô được bao nhiêu tiền? Cô Thìn á? Vâng. Thì theo có ngày được 100, hơn 100, ngày mấy chục. Cô ơi, cô cho cháu một trải nghiệm hoặc kỷ niệm với cô Thìn được không ạ? Kỷ niệm cô Thìn không biết là sao rồi. Còn cô chỉ biết là trải nghiệm qua cô Thìn thì thấy nhận xét của bác là cô là người chịu khó thôi. Quay nhà bác còn tang thương nữa chứ. Dạ. Và quay nhà bác thì còn bệ đặt nữa. Nhà bác sao? Nhà bác ở dưới quê ấy. Là kiểu là không có người ở, xong là đóng cửa đấy đi về nó cứ những cái áo này cứ rơi này. Sao bác không ở nhà? Đi làm kiếm tiền cho anh học hành chứ. Anh cũng chắc cũng học xong, sắp học xong rồi đúng không? Còn năm nữa. Thế nếu mà anh học xong bác có về không? Không. Bác kiếm tiền thì quê làm gì thế là thả bộ mà ăn ngủ à? Ở quê bác có ruộng không? Có, nhưng mà cho phải thuê rồi. Ở đây mà khi nào mà thị trường họ không mượn nữa thì bác lại đi tìm cách bác đi làm việc khác, lại đi công việc kiếm tiền. Nghĩa là dù sao cũng phải ở Hà Nội. Ừ, gắn bó với Hà Nội thì chưa biết là có nghĩa là năm nào biết năm đấy. Năm 2014, 13 qua là năm 2014. Sao nhiều điện thoại thế à? Điện thoại nhà Đồng Nát này. Đồng Nát thì ngồi đúng thế nào đâu. Để phần đĩa riêng. Thank you.
bác. Chào mời bác, bác về ăn đi. Người đẹp cân nốt gì nào? Đẹp cân đây. Chá ăn cơm chưa chị? Ăn rồi. Thế con trai nó có đi làm rồi đấy, lại mẹ về ăn ngay. À. Chị ơi, còn cân 7 như vậy. Thế hôm nào bác cũng kiếm được một cái ô nhỉ? Rồi, bó tay rồi, hết nó đi. 28.000. Biết này cộng 19.000. Nó có lên tiếng không? Dạ. Nó có lên tiếng không? Có lên tiếng đấy ạ. Trả em 22.000. Có mấy cả bạn 22.000. Cứ sửa xem. Là cũng xem như phim vậy gì? À. Đấy đi ra cảng nó được 28 gì đấy. Mình làm xong thì bây giờ bác xem nhờ. Ừ. Xem bác nên phim được đẹp. Chị tin đấy em, chị em thích xem chị đi thì đâu đến nuôi nhặt những thế nào, làm những cái gì kiếm. Không có đâu, đâu. Có mỗi hai một tờ 50.000, một tờ 100.000. Còn có mỗi 2.000 tiền lẻ để cho mai lên gửi xe. Cứ biết là lại 28.000 thì lại cái gì? Có mai 22.000. Thế còn có 10.000 này. Cứ biết là còn 22.000 thì tối mai trừ đi. Thế tiêu hết thì chưa làm đã tiêu à? Ừ. Biết rồi, vẫn biết phải 22.000. Có đông nào là hết à? Thế giờ là tháng này à? Mai dạ. Ngày nào ăn rất nhiều đấy. Quan trọng gì? Mai buông. Ra kỳ tiền thì đi vài. Vậy mày quay cái bác cái tiền lúc bác cái nhận cả ở chỗ bãi rác à? Nó quay hết thì cần 15.000 rồi nha. À 20.000 đấy, đuổi hết đuổi này. 22.000. Đấy. Bác côi cái đồng mặt gì nữa đây. Như vậy. Giờ bác chở mày về. Đấy, giờ là bác chở về. Bác chở được anh Trung to thế bác chở được cơ. Bác làm gì á? Đi hàng cháo, đi đâm cân thóc ấy, đi đâm thóc đi bán ấy. À. Đèo tạo lưới tạo thấu. Cháu chưa hỏi tuổi bác, bây giờ bao nhiêu tuổi rồi? Cháu năm rồi. Ồ. 44, sinh năm 70. Bác trai bác thì 21 năm. Thế là từ 21 năm đấy là bác bươn trải. Từ năm 93 là bươn trải năm 93 rồi. 91 lấy chồng, 92 đặt con, 93 thì bác bị mất. Ở với ông bà nội thì liệt ốm yếu. Thế là bác phải nuôi cả bà nội nữa à? Không, bà ông bà nội mất hết rồi. Bà nội mất thì... Còn 3 năm rồi. Bác phải thực hiện được. Nhà bác không được hưởng một cái gì bất cứ gì của người khác để cho mẹ con lại. Từ bàn tay của bà đang làm ra. Chứ còn chưa được cái gì của người khác cho đến. Kể cả ngày xưa anh còn bé mà tất cả nó có những cái hộ nhà nghèo ấy. Rồi. Thế nhà bác không được à? Không. Nhưng mà các nhà họ khó khăn các thứ khác thì họ được cái gì? Hiện giờ nhà bác đang ở nhà ông bà nội, ông
còn cái chứ đã có cái gì đâu. Còn đang là tranh cách cách nữa. Bác ở chỗ nào nhỉ? Bác ở Trực Khang, Trực Ninh, Nam Định. Bác thì lạc quan hay chưa? Không lạc quan mà được như ngày hôm nay à? Dạ. Và không lạc quan mà được như ngày hôm nay à? Có lúc nào bác thấy hài lòng với cuộc sống mình không? Có chứ. Mẹ anh nhớ đi mua đội về giờ này. Bác cố gắng hết sức để sống để làm sao để cho anh nó được bằng mạng bằng lẻ. Không có gì bản đáng ngại, cố gắng mà phấn đấu lên để cho cuộc sống cho anh là đỡ thiệt thòi ấy. Thế là nhiều lúc bác vẫn như bác tự hào ở cái chỗ là bác trai mất thế mà bác đã cung phụng ở ông bà nội của Khánh Trung ấy. Cung phụng ông bà rồi. Nói chung là không có điều gì thất yếu với bố mẹ chồng, gia đình anh em là nội. Thì bác không có cái gì thứ gì. Thì mình con người sống có lương tâm, có đạo đức. Nên là không thể anh đánh một điều gì. Mong sao thôi á, nhờ rời bác mạnh. Bác trai với mẹ tiên ủng hộ cho anh, sau này anh học xa trường ấy. Nó kiếm được cái công việc thì nó thuận tiện cuộc sống của nó thì tiền hơn cuộc sống mẹ con bác còn chật vật lắm. Cũng gì cái gì cũng cứ phải lạc quan là sẽ sống được hết.